Thưa quý vị, dù tăng trưởng năm 2020 chỉ đạt 2,91%, thấp nhất trong vòng 20 năm qua, nhưng Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm đến 4%. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với kinh tế Việt Nam là khả năng chống chịu của nền kinh tế sẽ như thế nào khi mà làn sóng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trở lại với sự xuất hiện của các biến thể mới. Nền kinh tế sẽ chịu tác động như thế nào và giải pháp ứng phó là gì? Để bàn về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, chúng ta thấy là trong các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của COVID-19 thì nhóm đối tượng ảnh hưởng nặng nề nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Và đây là nhóm chiếm tới 90% tổng số doanh nghiệp hoạt động của chúng ta. Vậy thì trong làn sóng dịch COVID-19 mới nhất này thì theo ông lĩnh vực nào sẽ là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất? Chúng ta biết rằng là cái khả năng quay trở lại của cái làn sóng dịch COVID-19 nó có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Và trong cái thời gian gần đây, chúng ta thấy rằng là cái việc mà chính phủ kiên quyết ngăn chặn cái dịch này bằng việc là công bố một số cái thành phố như thành phố Hồ Chí Minh là trong cái trạng thái dịch, phải không ạ? Và các cái địa phương khác thì cũng ở cái tinh thần sẵn sàng rất cao. Nó đang làm cho một số cái doanh nghiệp và lĩnh vực trong nền kinh tế gặp khó khăn. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp phục vụ cho tiêu dùng, rồi các cái lĩnh vực dịch vụ như karaoke, nhà hàng, quán ăn, rồi dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hành khách thì đang là những cái ngành mà sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái thời gian hiện nay. Vâng, phân tích sâu hơn về tác động của COVID-19 thì nó tác động tới niềm tin của các doanh nghiệp, niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp. Vậy thì ông đánh giá tác động của đợt dịch lần này với nền kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào ạ? Trước hết chúng ta biết rằng là cái đợt dịch lần này nó khác với những cái đợt dịch của các cái lần trước. Đó là chúng ta đã có cái thói quen về phòng chống cái dịch COVID-19. Và chính phủ thì kiên quyết thực hiện cái việc là khoanh vùng đến một cái giới hạn hợp lý. Rồi đồng thời dùng những cái biện pháp mạnh để mà bịt chặt các cái khâu có thể lây lan trong cái xã hội và thực hiện tốt cái việc mà phòng chống dịch ở ngay tại các cái địa bàn. Trên cái cơ sở đó ấy, thì các cái doanh nghiệp cũng sẽ chịu cái tác động đến cái nền kinh, đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cái mức độ nó không quá lớn như cái đợt bùng phát dịch lần thứ ba với toàn quốc. Cái điều thứ hai ấy, là chúng ta cũng thấy rằng là các cái doanh nghiệp thì đã có cái thói quen với cái tình trạng mới trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Và vì thế cho nên chúng ta thấy rằng là đến cái thời điểm hết tháng 4 năm 2021 thì cái nền kinh tế của chúng ta cũng vẫn rất tốt. Và ở đó nó thể hiện cái việc là chính phủ quản lý tốt, nền kinh tế của chúng ta đang có cái chiều hướng tăng trưởng tốt. Trong đó cái xuất khẩu của chúng ta 4 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng đến 28,3%. So với cùng kỳ của cái năm 2020, hay là nhập khẩu của chúng ta tăng trưởng đến gần 31% so với cùng kỳ, nó đang thể hiện cái nền kinh tế của chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu rất tốt và cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng tốt. Cái thứ hai, nếu nói về niềm tin thì chúng ta thấy rằng là hiện thời chúng ta có đến hết cái tháng 4 năm 2021, chúng ta có 44,2 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, cùng với khoảng 19.300 doanh nghiệp quay trở lại sản xuất, và nâng tổng cái số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại sản xuất lên 63.000 doanh nghiệp, và nó tăng trưởng ở cái mức khoảng 17,5% so với cùng kỳ của cái năm 2020. Và như vậy chứng tỏ là các cái nhà đầu tư trong nước đang quay trở lại đầu tư và họ hy vọng cái nền sản xuất của chúng ta tốt hơn, đầu tư sẽ gặp thuận lợi. Cái điều tiếp theo đó là cái hoạt động mà gọi là đánh giá cái hoạt động tăng trưởng của sản xuất ấy, thì có đến 47% cái số doanh nghiệp cho rằng là trong cái thời gian tiếp sau thì doanh nghiệp sẽ kinh doanh tốt hơn, và khoảng 39% thì đánh giá là doanh nghiệp sẽ ổn định, chỉ có khoảng 14% đánh giá là doanh nghiệp có thể gặp khó khăn. Như vậy rõ ràng là cái niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay đang rất tốt. Và chúng ta cũng thấy cái lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 4 tháng vừa qua, mặc dù nó có giảm một chút khoảng độ 0,7%,
so với cùng kỳ của năm 2020. Nhưng nếu mà xét về cái lượng vốn đầu tư ấy, trực tiếp ấy, thì nó lại tăng lên đến khoảng độ 40%. Và đây đang là một cái điều mà chúng ta cũng mong muốn, đó là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ được chọn lọc với những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư tốt để mà giúp cho nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng và phát triển toàn diện. Dạ vâng. Chúng ta sẽ nói về những cái giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bây giờ, và cái điều mà các doanh nghiệp đều muốn đó là tăng cầu và làm sao để người dân có thể chi tiêu nhiều hơn. Tuy nhiên với dịch bệnh thì khiến cho cả xã hội đều gặp khó và người dân thì cũng rất khó để có thể móc hầu bao và chi tiêu ở thời điểm này. Theo ông, giải pháp cho bài toán này là gì? Trước hết chúng tôi cho rằng là để mà có thể kích cầu cái tiêu dùng nội địa thì chúng ta cần các cái doanh nghiệp phải tiếp tục tiếp cận với người tiêu dùng nhiều hơn, người tiêu dùng nội địa nhiều hơn và đẩy mạnh cái hoạt động tiêu dùng nội địa. Trên cái cơ sở đó ấy, chúng ta kích được cái nhu cầu nội địa lên và chúng ta đẩy mạnh cái giải ngân đầu tư công thì lúc đó nó sẽ kích cầu cái hoạt động sản xuất trong nền kinh tế và kích thích cái cầu trong toàn bộ cái nền kinh tế lên. Một cái điều mà chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta nhìn nhận cái cầu tiêu dùng trong nước nó đang tăng trưởng rất tốt, bởi vì tổng cái giá trị bán buôn bán lẻ nó đang tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ của cái năm 2020. Và nếu mà trừ cái mất giá đó thì nó vẫn đâu đó tăng trưởng khoảng hơn 9%. Như vậy là cái cầu tiêu dùng của chúng ta đang từng bước phục hồi. Vâng. Dạ vâng. Chúng ta sẽ nói thêm về một cái hướng giải pháp nữa, đó là chúng ta có nghị định 52 năm 21 của chính phủ cho phép là gia hạn cái thời hạn để nộp các loại thuế và tiền đất năm 2021. Và rõ ràng là đây là một cái hướng đi mà doanh nghiệp cũng rất là chờ mong. Ông đánh giá thế nào về tác động của nghị định này với doanh nghiệp ạ? Rõ ràng cái nghị định 52 cho phép các cái doanh nghiệp được giãn hoãn thuế và cái tiền thuê đất trong những cái khoảng thời gian phù hợp, mà từ đó góp phần làm cho các cái doanh nghiệp người ta không phải nộp ngay cái số thuế theo cái quy định của luật pháp. Và như vậy là doanh nghiệp có sẵn ngay cái số tiền có thực trong tài khoản của mình để từ đó có thể chủ động vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh, mua sắm nguyên vật liệu, trả tiền lương công nhân hoặc là đáp ứng các cái yêu cầu đổi mới máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ. Và từ đó họ có ngay một lượng tiền sẵn sàng đi vào sản xuất kinh doanh. Nó làm cho doanh nghiệp không phải lo cái chuyện là phạt về tiền nợ thuế hay là phải đi vay ngân hàng, phải trả cái lãi suất rất lớn cho ngân hàng. Và như vậy rõ ràng đây là một cái khoản tiền mà tất cả các doanh nghiệp đều chờ mong và nó có cái tác động trực tiếp ngay đến cái tình hình tài chính của doanh nghiệp, góp phần làm cho doanh nghiệp có thể tăng trưởng và phát triển cái sản xuất kinh doanh của mình một cách tốt nhất. Dạ vâng. Chúng ta, đất nước Việt Nam được đánh giá trong giai đoạn trước đây là hoàn thành mục tiêu kép, đó là vừa chống dịch mà vừa đảm bảo về yếu tố kinh tế. Vậy thì trong giai đoạn tới đây khi mà dịch có thể là có nhiều nguy cơ bùng phát với những diễn biến phức tạp thì theo ông, cái giải pháp căn cơ nhất để chúng ta tiếp tục hoàn thành mục tiêu kép đó là gì ạ? Trước hết để mà có thể yên tâm phát triển cái kinh tế ấy, thì chúng tôi cho rằng cái việc đầu tiên đó là cái việc mà các doanh nghiệp phải cùng với chính phủ và toàn xã hội tiếp tục đẩy mạnh cái công việc phòng chống dịch đi đôi với cái việc mà đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, và phải coi cái việc phòng chống dịch là một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và trọng tâm để từ đó có thể tăng trưởng và phát triển được sản xuất. Cái điều thứ hai đó là tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động tiêu dùng ở trong nước bằng các cái biện pháp kích cầu khác nhau và góp phần làm cho cái tiêu dùng trong nước nó tăng trưởng và phát triển. Từ đó cái đầu ra cho sản xuất kinh doanh nó sẽ tốt hơn và cái người mà sản xuất sẽ yên tâm sản xuất. Đồng thời với cái việc chúng ta đang mở rộng cái hoạt động xuất nhập khẩu thông qua cái việc thực hiện một loạt các hiệp định mới như hiệp định RCEP, hiệp định EVFTA hoặc hiệp định EU-UKVFTA giữa Việt Nam với Vương quốc Anh, v.v. Thì đây là những cái cơ hội để cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sản xuất. Cho nên cái việc mà tiếp cận với các cái thị trường mới, tiếp cận với những cái điều kiện để có thể xuất khẩu được sang các thị trường này là một cái cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt hiệu quả cao trong xuất khẩu. Và cùng với đó chúng ta phải đẩy mạnh cái giải ngân cái vốn đầu tư công. Trong 4 tháng vừa qua thì cái giải ngân đầu tư công đã tăng trưởng đạt được khoảng độ 23% và nó tăng trưởng khoảng độ so với cùng kỳ năm 2020 nó tăng trưởng khoảng 16%, và rõ ràng như vậy nó đang có cái đà rất tốt và chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái đầu tư công này thì từ đó sẽ giúp cho cái hoạt động của chúng ta nó tốt hơn. Dạ vâng.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã chia sẻ trong chương trình của chúng tôi hôm nay. Và thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.